sao? À, nó nhức không này? Mà bị bao lâu rồi, cái này bị bao lâu rồi? Mấy năm rồi. À, bây giờ hiện nay là sao? À, nó đau đi nhiều phải không? Rồi đứng dậy đi. Đây còn cái lưng nó bị sao? Người quay qua đây, đó rồi. À, nó vậy đó ha. Cái cô này ha. Rồi, được rồi. Thầy chỉ có học cái lớp này từ đầu không? Mới vô thầy. Mới vô lúc nào? Bữa nay. Ok vậy. Trong mẫu vậy rồi. Rồi từ sau bắt đầu học tiếp phải không? Dạ. Rồi. Rồi hai cái này quấn lên. No, vậy đó, đúng rồi. Thấy rõ ha, bây giờ mình biết cách rồi ha. Rồi bỏ xuống cái tay quần lên. Rồi, cái này khá hơn. Ok, được rồi. À, rồi nhà ở đâu lên? Đây là do cái cổ. Tay mặt tay nhựa, tay nhựa. À, được rồi. Rồi, hả? Quần sáu thì chơi lớn. À, rồi nhà bán gì? Ở trong quán đồ. Đây ở quần sáu rồi, đây là hai nó đi bán đồ. Khu bán, được không? Rồi ai đi xuống là đây. À, yeah. Mềm, đó, nghe cái rộp rồi. Ok. Đó. Vui lòng ra quầy nghe điện thoại. Nghe rồi không? Rồi hết rồi. Ô đã quá ha. Nghe rồi ha. Đó. Cung. Rồi, nằm xuống đây. Chắc mong lên, nhắc lên. Đó, vậy thì rồi, thế đầu lên. Ok. Rồi, nằm yên đó nha. Rồi dưới đau bên lưng nào? Rồi thì nó được rồi. Rồi quay qua đây. Rồi bên đây phải không? Rồi. Cái này co chân lại. Đó. Vậy nha. Quay qua kia. Chị ơi, phải nhịn ăn nha. Đăng ký học cho tuần sau nhưng mà bữa nay vô là muốn gặp thầy tại mai thì đi. Ờ. Nam yên. Qua thằng nhau này. Nằm quay mặt bên kia đưa cái lưng về đây. Rồi. Lùi ra đi chút xíu nữa. Rồi. Rồi đứng dậy coi. Nghe đã chưa? Nghe đã. Rồi quay lưng ra đây. Rồi bây giờ dòng tay hết ra cho ngon lành coi. Đó, cũng ngồi chút xíu ấy. Rồi, được rồi. Đó. Có khá hơn rồi ha. Rồi, bây giờ cúi. Cúi đầu là coi cổ được coi nghe dễ chịu chưa? Còn hơi chút xíu đây phải không? Có vấn đề chưa? Rồi, qua đây. Qua đây. Ở đây đúng không? Ồ, đừng.
bình tĩnh, bình tĩnh, đừng có thả lỏng, đừng có gồng cứng lại. Nó nói đây là bắt tôm, bắt cá. Rồi lùi ra sao, lùi ra sao chút, đừng có sợ. Trời ơi, mềm cái đầu ra đó, mềm đầu ra, mềm, mềm ra. Rồi đứng ra, bước ra coi, tự động rồi, có ngon lành chưa? Đã rồi. Nhưng mà cái linh sao rồi, cái linh sao rồi? Đã rồi. Đã rồi, ok, cảm ơn. Rồi, hốt đi anh em. Chùm game nào anh em? Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan, cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.